Cho nó chết đi. Đây là giấy bán thân và một ít tiền. Bà cho các con, tuy nó không nhiều nhưng cũng giúp cho các con một số vốn để buôn bán nhỏ. Còn không thì ráng học một cái nghề để kiếm sống qua ngày. Bắt đầu từ giây phút này, tụi con sẽ được tự do, không còn là gia đình của bà nữa. Con cảm ơn bà. Cảm ơn bà. Cảm ơn bà. Nhưng mà bà ơi, bà cho tụi con nghỉ hết rồi lấy ai chăm sóc cho bà? Dạ phải đó bà. Con nghe nói mợ Hai Sáng đã bán hết nhà cửa đất đai rồi. Sau này bà sống ở đâu hả bà? Mấy đứa đừng có lo lắng quá. Bà không có sao đâu. Dạ thưa bà, bà đã già yếu, lại bị bệnh trong người nữa, không có người chăm sóc sao được. Lỡ như nửa đêm bệnh hoạn sao hả bà? Mợ Hai cũng kỳ thiệt, đã theo trai thì thôi, còn gạt bà để lấy tài sản của bà trốn đi. Tụi con đừng có nghi cho Hai Sáng như vậy nữa. Nó không có gạt bà để lấy gia tài đâu, là bà cho nó. Nó không thích ở thì nó bán. Muốn sống ở đâu cũng được, bà không có trách. Miễn là vui vẻ, hạnh phúc là bà mừng rồi. Còn phần bà cũng còn một ít tiền vàng, bà sẽ quyên góp hết cho chùa, rồi xin nương nhờ cửa Phật. Già cả rồi, ăn uống bao nhiêu mà lo tụi con. Nhưng mà tụi con đừng lo nữa. Bà nói không sao là không sao. Thôi, trưa rồi, tụi con đi đi cho kịp xe. Đi đi. Dạ thưa bà, tụi con đi. Bà ở lại mạnh khỏe. Dạ tụi con đi. Bà ở lại mạnh giỏi nha bà. Rảnh tụi con sẽ ghé thăm bà. Tụi con đi nha bà. Bà nhớ giữ gìn sức khỏe nha bà. Thank you.
kính lại cửu quyền thất tổ căn từ đường này. Mà má không cần phải tạ tội trước ông bà tổ tiên, cũng không cần phải đi đâu hết. Căn nhà này con đã mua lại rồi. Con nói cái gì? Căn nhà này con đã mua lại rồi sao? Con nói gì? Con đã mua căn nhà này rồi hả? Dạ, con không chỉ mua nhà mà còn mua cả ruộng vườn và đất đai nữa má. Cái dân, con nói sao? Má mừng quá. Trước bàn thờ ông bà tổ tiên, con không dám nói láo đâu má. Con ơi, tại sao con làm như vậy chứ? Không phải là con thù ghét cái nhà này lắm hay sao? Má nợ má con nhiều quá. Hận thù đền giải chứ không nên kết. Hơn nữa, đời người con đã hiểu ra đạo lý ở đời. Mà tuy không sanh con, nhưng có ơn dưỡng dục. Con làm sao bỏ mặt má tuổi già mà không lo lắng được hả má? Con vừa nói gì? Có phải má lãng tai không? Má chưa có bị lãng tai đâu má. Má mừng quá Văn ơi. Cuối cùng thì con cũng tha thứ cho má rồi. Má cảm ơn con. Văn à, về đây ở với má như ngày xưa nha con. Hai má con mình ở như ngày xưa đi con. Con sẽ thường xuyên chăm nom và chăm sóc má, chứ không ở luôn với má được. Má biết, má không ép con. Được con tha thứ cho má là má mãn nguyện rồi. Có chết má cũng yên lòng. Má hiểu lầm rồi.
con không ở chung với má là vì có người đã thay con làm việc đó rồi. Mọi người vào đi.